Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chống tham nhũng và ngoại giao cây tre không thay đổi sau khi Tô Lâm lên ngồi. Ngày 3 tháng 8, BBC bình luận Tổng bí thư Tô Lâm đốt lò và ngoại giao cây tre sẽ ra sao? Theo BBC, với việc ông Tô Lâm làm tổng bí thư, hàng loạt câu hỏi được đặt ra về bức tranh chính trị sắp tới của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc chống tham nhũng và chính sách ngoại giao. BBC dẫn đánh giá của giáo sư Carter từ Úc cho rằng việc ông Tô Lâm nhậm chức tổng bí thư không phải là điều bất ngờ. Theo ông Thầy Giờ, sẽ không có thay đổi lớn trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. Ông Tô Lâm sẽ hoàn toàn tập trung vào việc giám sát các công tác chuẩn bị cho đại hội 14. Với vai trò là trưởng tiểu ban nhân sự, chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt các ứng cử viên cho ban chấp hành trung ương mới, ông Tô Lâm sẽ đặc biệt cảnh giác để loại bỏ những ứng cử viên liên quan đến tham nhũng hoặc không đạt tiêu chuẩn của đảng. Nếu ông Tô Lâm muốn tiếp tục tại nhiệm, ông sẽ phải được miễn tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 65 tuổi, ông Taylor nói. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết ông Tô Lâm sẽ quá tuổi nghỉ hưu tại thời điểm diễn ra đại hội 14 vào năm 2026. Nghĩa là trường hợp đặc biệt sẽ được áp dụng cho ông Tô Lâm, tương tự ông trọng trước đây. BBC dẫn lời khẳng định của ông Tô Lâm tại buổi họp báo sau khi nhậm chức cho rằng ông sẽ tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, với tinh thần xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng. Tuy nhiên, vẫn theo BBC, cách thức chống tham nhũng của ông Trọng từng bị đánh giá là thất bại do không giải quyết được các nguyên nhân xuất phát từ đặc thù của hệ thống. BBC dẫn lại nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A từ Hà Nội cho rằng, không giải quyết triệt để những vấn đề nội tại trong hệ thống thì không giải quyết được tham nhũng các vấn đề đó bao gồm thiếu tự do ngôn luận tự do báo chí xã hội dân sự thiếu một nhà nước pháp quyền với một hệ thống tư pháp độc lập không có một cơ chế cân bằng và kiểm soát quyền lực bbc nhận xét giờ đây với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng có khả năng ông tô lâm vẫn sẽ giữ phương pháp chống tham nhũng cũ bbc cũng dẫn lại bình luận của giáo sư Abuja từ hoa kỳ cho rằng chiến dịch đốt lò được ông tô lâm sử dụng để gia tăng quyền lực và cơ hội kế nhiệm chức vụ tổng bí thư bằng cách điều tra và lập hồ sơ các đối thủ. Và đây là hình tân tổng bí thư Tô Lâm và cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. BBC dẫn lại đánh giá trước đây của giáo sư Alexander Bumvin từ Hoa Kỳ cho rằng ông Tô Lâm sẽ tiếp tục chiến dịch đốt lò nếu điều đó trao cho ông một công cụ chính trị uy quyền hơn và cũng sẽ tiếp tục nền ngoại giao cây tre cho đến khi bối cảnh quốc tế khiến ông thay đổi cách tiếp cận đó. BBC dẫn tiếp phát biểu của ông Tô Lâm về chính sách ngoại giao sau khi nhậm chức. Ông khẳng định rằng sẽ không có gì thay đổi vì đường lối ngoại giao của ông trọng cho thấy những hiệu quả. BBC trích lại bài viết ngày 31 tháng 7 trên trang DW, hãng truyền thông lớn của Đức cho hay. Nhận định với DW, các nhà phân tích cho rằng Tô Lâm thiếu các kỹ năng về chính sách đối ngoại so với ông trọng. Phần lớn ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản hiện nằm trong tay quân đội và cảnh sát cũng có phần thiếu trong vấn đề này. Tuy nhiên, cũng trong bài viết này, ông Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Singapore cho rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam được quyết định tập thể bởi Bộ Chính trị. Do đó, sự trở dậy của phe an ninh khó có khả năng ảnh hưởng đến chính sách đối ngoại của Việt Nam. Vào ngày 18 tháng 7, ông Katia đánh giá với BBC rằng ông Tô Lâm sẽ phải học nhiều để có kinh nghiệm nếu muốn trở thành tổng bí thư, đặc biệt là tăng cường khả năng xây dựng sự đồng thuận của tập thể. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chống tham nhũng và ngoại giao cây tre không thay đổi sau khi Tô Lâm lên ngồi Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thủ chính kẻ phá bỉnh Tô Lâm trên con đường ngồi vào ghế tổng bí thư. Ngày 2 tháng 8, BBC Tiếng Việt bình luận, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, bầu tổng bí thư mới như thế nào. Theo đó, sau khi ông Trọng qua đời, ghế tổng bí thư bị bỏ trống và Chủ tịch nước Tô Lâm được giao điều hành lâm thời. BBC cho biết, bài toán mà đảng cần giải là ai sẽ làm tổng bí thư từ nay cho tới đại hội 14, đảng có 3 lựa chọn như sau. Chính thức bầu ra tổng bí thư mới, chọn một quyền tổng bí thư giữ tình trạng như hiện tại, ông Tô Lâm tiếp tục đảm trách chức năng của một tổng bí thư. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. Tuy nhiên, BBC cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam phải sớm có một tổng bí thư chính thức, nhất là trong bối cảnh chuẩn bị cho Đại hội 14 đang bước vào giai đoạn quyết định. BBC cho hay, quy trình bầu tổng bí thư mới sẽ diễn ra theo điều 26 quy chế bầu cử trong Đảng và quyết định số 244 ngày 9 tháng 6 năm 2014 có quy định phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương do Tổng bí thư khóa trước làm triệu tập viên khai mạc và chủ trì cho đến khi bầu xong đoàn chủ tịch hội nghị. Đoàn chủ tịch báo cáo về tiêu chuẩn Tổng bí thư và dự kiến nhân sự Tổng bí thư để hội nghị tham khảo. Hợp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử. Đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử, được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử được đề cử nếu cần. Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử. Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử. BBC dẫn nhận định của giáo sư Katia từ Úc từng nói về diễn biến sắp tới như sau. Tổng bí thư hoặc người đang giữ quyền tổng bí thư phải đề cử người kế nhiệm. Tình hình hiện tại không rõ ràng. Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. BBC cho hay, tiêu chuẩn để được trở thành tổng bí thư được nêu trong quy định 214 năm 2020 của Bộ Chính trị. Một trong những tiêu chuẩn đó là phải hoàn thành một nhiệm kỳ trong bộ chính trị. Theo quy định này, tính ở thời điểm hiện tại, chỉ có Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là đủ tiêu chuẩn để giữ chức tổng bí thư. BBC trích dẫn bài viết trên trang Asian Sentinel của ông David Brown, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, có nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam cho biết như sau: hiện chỉ còn một người có khả năng ngán đường ông Tô Lâm trở thành tổng bí thư, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, nếu ông Chính làm tổng bí thư, Việt Nam sẽ cần tìm ra một nhân sự để lắp chiếc ghế trống ở vị trí đứng đầu chính phủ. Vai trò Thủ tướng là điều hành hoạt động của các bộ ngành, của cả nền kinh tế. Việc thay đổi vào lúc này sẽ gây ra nhiều xáo trộn. Và đây là hình Thủ tướng Phạm Minh Chính. BBC cũng dẫn lời ông David Hodge, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu châu Á ở châu Âu nhận định rằng ông Tô Lâm dường như là một sự thay thế. Ông Phạm Minh Chính không thể vừa làm thủ tướng, vừa làm tổng bí thư được. Vì vậy, ông Tô Lâm sẽ có thêm 16 tháng tới để giành lợi thế trước đại hội đảng lần thứ 14. Thêm nữa, ông Tô Lâm vốn đã đang giữ quyền điều hành đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, ông David Hutt cho rằng ông Tô Lâm cũng có cái khó. Theo thông lệ, Tổng bí thư là người đã hoàn thành một nhiệm kỳ trong tứ trụ hoặc từng là thường trực ban bí thư. Tới thời điểm đại hội 14, chỉ có ông Phạm Minh Chính đáp ứng tiêu chí này. Nhưng có lẽ trong bối cảnh thiếu người như hiện nay, các thông lệ có thể được bỏ qua. BBC lưu ý, theo quy định 214, ban chấp hành Trung ương Đảng có thể xem xét trường hợp đặc biệt đối với các ứng viên ghế tổng bí thư. Điều này được hiểu là trong trường hợp cần thiết, ban chấp hành Trung ương có thể xem xét chọn người chưa hỏi đủ tất cả các tiêu chuẩn cho vị trí tổng bí thư. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thủ chính, kẻ phá bỉnh Tô Lâm trên con đường ngồi vào ghế tổng bí thư. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.